Bức thư game bên đây xin chào các bạn. Rồi chúng ta lại có một cái tựa đề khác nữa. Cái tựa đề lần này của chúng ta là Madman các bạn ơi, người đàn ông điên. Khoan đã. Chứ lúc mình đang giới thiệu thì ở phía sau nó xuất hiện một cái gì đó rất là ghê các bạn ơi. Vậy mình tưởng cái game này là nó là một cái game hài chứ, tại vì cái tên nó nghe khá là buồn cười. Nhưng mà có vẻ không phải như vậy rồi. Đấy chính là Madman, người đàn ông điên à. Rồi, có lẽ là mình là một cái người nào đó bị cái người đàn ông điên thì bắt đến đây, sau đó thì trở thành một cái con mồi để cho ổng săn. Có lẽ là như vậy. Để xem nào, chúng ta cần làm những gì đây. Nhật ký này của ai đây, mở ra được không? Nhật ký này không có viết gì cả. Cái này là gì đấy? Pin của cái camera các bạn. Hóa ra là mình có một cái camera à. Và đây là cái gì đây? Và cái đó rất là nhiều chữ. Lost and alone, tức là mất và mất mát và cô đơn à. Đây là Alex. Đây của người viết cái này là Alex đó. Rồi. Tạm thời bỏ qua nhé. Chắc là có liên quan gì đến một cái vị bác sĩ đó. Là người đàn ông nó có thể là bác sĩ điên rồi các bạn ơi. À đúng rồi, nhìn kỹ mới thấy là ở chỗ này khá giống bệnh viện các bạn. Quay the door. Nhìn ra đây à. Tí gì thế? Chìa khóa đây rồi. Mình nghĩ là chắc là mới vào thì chưa có gì đâu đúng không? Nhưng mà vẫn nghe cái tiếng gì ấy. Cái cửa bây giờ vẫn khóa lại, tức là mình vẫn đang ở trong cái diện an toàn đúng không? Hy vọng là cái người đàn ông điên của chúng ta sẽ không thể nào mở được cái cửa khi mà chúng ta chưa mở khóa như thế này. Làm sao để chọn Iceland đây? Sao để dùng ai tím? Mình có thể nghiêng đầu qua nghiêng lầu lại được. Biết cách sử dụng ai tím nữa các bạn. Cái tiếng gì thế? Viết thêm vào nhật ký à. Bấm nút shift để chạy. Quay. Chưa gì hết là nó đã hướng dẫn cho mình cách để chạy rồi các bạn. Chưa gì hết nó hướng dẫn cho mình cách để chạy rồi. Ủa. Cái hình ảnh mà một cái người, chắc là người phụ nữ gì mất đầu. Okay, nghiêng đầu qua để nhìn. Bình tĩnh nha. Ê. Bây giờ đang là buổi sáng mà có nhìn trong bóng đêm, tức là cái trò này có thể nhìn được trong bóng đêm nữa. Vậy là nó sẽ có buổi tối nữa các bạn. Cái người đàn ông đi chưa xuất hiện là mình đã bị những cái tiếng động này hù cho sợ hãi rồi. Rõ ràng là mình có kháng thể của cái game kinh dị, của những cái game kinh dị cơ mà, tại sao mình lại phải sợ chứ. Biết sao mới đau thôi chứ. Nhìn vô. Biết sao thử xem. Hết hít sáo được rồi. Ở lại mình có hít sáo được các bạn. Wow. Ôi giời ơi. Ê, trốn được các bạn.
Xác định rồi. Cái chỗ này mà trốn được cái bằng niềm tin à. Chắc là người đàn ông điên phải cao lắm thì mới không nhìn thấy được cái dưới gầm giường thôi. Chắc là phải cao trên 2m50. Nếu mình lại sát gần cái gì thế, nếu mình đứng ở sát gần cái giường mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được bên dưới, nhưng mà chỉ cần mình đứng ở đây là mình đã nhìn thấy rồi. Không sợ nhá. Nói là nói vậy thôi chứ thật là không hiểu tại sao ấy. Cái game, cái không khí của game để làm cho mình nãy giờ rất là sợ nha. Cái bầu không khí của cái bệnh viện để làm cho mình rất là sợ. Và rồi nó cũng sẽ quen thôi các bạn ơi. Chỉ cần có kháng thể là chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Đích của mình đến đây là chắc là để điều tra về cái bệnh viện này. Tay máu. Ồ. Đây là chỗ nào đây? Mình có bệnh viện à? Những cái tiếng này nó giống như là một cái dự báo gì đó cho một cái sự kiện sắp sửa xảy đến. Chết tiệt các bạn ơi, mình đã nghe thấy tiếng chân rồi. Không thể nào nhầm lẫn được, đây chỉ là tiếng chân và kèm theo tiếng xích nữa. Người đàn ông điên đang ở rất gần đây. Hẳn mình là một cái phóng viên gì đó đang đến đây để mà tìm kiếm tin tức rồi. Cái kỹ năng này chẳng giúp ích được gì cả. Đây rõ ràng là lối ra đúng không? Mình nghi rồi. Chắc chắn đây là chính là cái tiếng của cái người đàn ông điên cái vậy rồi phát ra. Đây máu me rất là nhiều chứ. Bọn này bắt đầu cảm thấy ghê rồi. Trốn và tìm. Khai bên hệ số phận của mình sắp tới rồi. Có cái gì xảy ra rồi. Nhưng mà cái này là do mình. Mình là cái gì thôi. Mình là nhà báo luôn. Do mình tự tìm đến đây thôi. Nghe thấy tiếng rồi. Để xem là chỗ này có xuất hiện không nhá. Mình chưa biết là xuất hiện ở chỗ nào nữa. Ôi người đàn ông đi nên mở cửa ở đâu đó. Ở đâu rồi? Không biết là ở đâu các bạn ơi. Wow. Người đàn ông đi nữa rồi các bạn ơi. Trời. Anh xuất hiện mà không nói một câu nào luôn các bạn. Xuất hiện mà không nói một câu nào luôn. Rõ đi rồi các bạn ơi. Chị xuất hiện và tự nhiên cầm gậy đánh chúng ta luôn. Phải là gậy đâu mà cầm cái cưa quýnh chúng ta luôn. Không nói không rằng gì cả. Uầy. Ít nhất cũng phải chào hỏi một câu hay là kiểu như là tao sẽ giết mày hay gì đó chứ. Đây, nghi ngờ chỗ này. Tưởng người đàn ông đi phải là một cái người cao lắm các bạn ơi. Ai về đâu cũng thấp ngang bằng mình. Mất đi hết sự nghiêm của gọi là biểu tượng của sự đáng sợ rồi.
Mình còn tưởng một ông già nào đó nữa. Căm cái bạn người chắc là người ít nói. Bây giờ mình đang tò mò. Ôi, được nghe tiếng chân rất là gần. Mình đang tò mò không biết là ở chỗ bên đây nó có dẫn qua bên đây hay không. Là hai bên khác nhau. Hai bên khác nhau hay là hai bên kết nối với nhau vậy ta? Người đàn ông điên làm gì mà phải đi vòng lại vòng vòng ở chỗ này để làm chi ta? Mà có vẻ như mình thấy trốn ở dưới cái giường này là không có bị phát hiện sao ấy. Xem cái cửa bên đây nhá, ông có xuất hiện từ bên đây hay không? Hôm nay có khả năng mở cửa. Rồi. Có xuất hiện bên đây hay không? Trốn rất là nhanh các bạn. Mình khá thích cái game này vì trốn nhanh ấy. Hai bên kết nối với nhau. Điều này có nghĩa rằng là người đàn ông điên có thể bắt được mình từ mọi góc cạnh các bạn. Nhưng mà cái đòn tấn công của anh, ổng khá là chậm. Không sao cả. Mọi thứ vẫn nằm trong dữ liệu. Ghiên đầu kiểu này ra là thấy rồi. Đang cầm camera. Thấy cái chữ chạy ở trên đó rồi. Không mở được. Mình chưa biết cái game là làm gì. Mình chưa biết game này chúng ta cần làm gì cả. Mình chỉ biết là chúng ta đang chơi bài demo thôi. Cái này có phải là cái đường dẫn qua bên kia hay không? Cái đường này là cái đường hồi nãy mình đã qua rồi này, dụng máu rất là quen này. Đúng là chỗ này rồi các bạn ơi. Đó là chúng ta đã đi đến đường cùng rồi, chỗ này là hết rồi. Còn đường nào để đi nữa đâu. Có chỗ nào mình chưa tìm thấy chìa khóa à? Cái cờ kia nó không nói là bị khóa nữa. Và chắc là người đàn ông đi không đuổi theo kịp chúng ta thôi. Chân chúng ta chạy rất là nhanh các bạn ơi. Không có cái cây hơi thở chứ nợ là chúng ta phải chạy thoải mái. Tìm thấy cũng chẳng sao. Đây chỉ là một cái phòng bệnh khác thôi chứ không phải là cái chỗ nào nữa. Cứ tự là một cái nơi nữa để thoát ra được chứ. Còn đây ở đây là lối thoát cơ mà. Đây lối thoát đúng không? Không phải lối thoát. Mình để đi vòng lại chỗ cũ rồi. Chỗ này có gì không? Không à. À, chắc mình phải làm gì đó với người đàn ông. Người đàn ông điên rồi. Chắc vậy các bạn. Không có chìa khóa. Hello. Hello, Madman.
Mất mơ. Vừa lại chạy tới chỗ này, chạy không kịp à. Già rồi đuổi theo làm sao kịp mình chứ. Rồi nghe thấy tiếng chân rất là gần. Đâu quá nhỉ. Rồi chán thế không biết nữa. Cảnh sát nhân gì đâu ấy. Tao ở đây này. Kệ sát chứ, kiểu đã chết rồi các bạn ơi. Cái này coi như xong rồi. Bây giờ không biết là đi chỗ nào. Chỗ nào mình chưa đi đây. Chỗ này à. À chỗ này hồi nãy mình vào này. Sát chứ kiểu này là thua rồi các bạn. Mình chạy quý một vòng luôn mà ổng mới có xuất hiện ngay cái chỗ đó. Cái chỗ cửa vào. Không biết có nghe tiếng hít xa không. Núp lê. Nghe hay tiếng hít xa rồi à. Game này để làm gì ta. Hồi nãy giờ mình đã hay hết cái bản đồ trong cái game rồi. Giờ lại mình cần phải đọc cái này. Chưa đọc được các bạn ơi. Cái đạo sẽ không nghĩ là mình núp ở chỗ bẩn thỉu như thế này đâu đúng không. Rồi rõ ràng là đứng ở đó là thấy rồi cơ mà. Sao lại có kẻ ngu ngốc đến như vậy ta. Rõ ràng thấy mà đúng không. Đọc không được các bạn ơi. Chắc là phải ở bên ngoài mới đọc được. À nhật ký để mình xếp lại các bạn. My name Alex. I captured in the way for Wayfield like industry. Không biết là đang viết gì industry là gì ta. Tôi cảm như thấy có ai đó đang gọi là ở gần mình à. Tôi cảm thấy nguy hiểm gì đó. Là chạy vô đây nhưng mà vẫn không tìm thấy bên các bạn ơi. Nói một câu xem nào. Tao bỏ đi rồi. Tại này không hít sáo nữa, tỉnh lại nó mới hít thôi. Không tính ra ổng chạy cũng khá nhanh. Tao biết là mày đang núp ở đây, mau ra. Có xuất hiện đi. Đừng có đắp nữa. Mày có hai trên tay, tao có cái cười hay không. Rồi, vậy là hết rồi, ổng hết biết nói gì luôn rồi các bạn ơi. Game này giả là phía sáu các bạn. Hết ra được rồi. Mình bị mắc kẹt trong đây luôn rồi. Mình bị mắc kẹt trong đây luôn rồi các bạn. Tại sao cửa đóng thế. Tự nhiên âm nhạc cực kỳ căng thẳng luôn. Sao ổng vào đứng đó. Hết. Không di chuyển gì cả. Bạn đã nào. Thật sự bị mắc kẹt ở chỗ này rồi không ra được các bạn ơi. Chắc phải là event hay là cái gì không. Ê, thằng này sợ quá không ra được nữa. Thật cờ. À, hết nút rồi. Hết nút rồi các bạn ơi. Ơ nút được rồi. Không hiểu. Rồi đây ông đi rồi. Hello Madman Footman. Rồi này thấy mình chạy vô trong đây rồi. Nhưng mà dựng lại tùy hộ thấy. Ok
Quá, tại sao tôi vẫn sống mà? Vậy chú cái bộ đồ là đi luôn các bạn ơi. Rồi mình vợ nhây với anh mắt mà điên quá, cho tao lệnh quýnh một cái một luôn, quạt hít luôn các bạn ơi. Đó thì chịu thôi. Bây giờ mình sẽ làm gì như đây? Cửa mở ra ngay. Không có gì ở đây cả. Mình phải tìm kỹ lại xem coi là này mình bỏ sót cái gì không. Và game nó chỉ cho chúng ta vào đây để thăm Madman thôi. Bởi vì hiện tại là demo thôi mà. Những cái game kinh dị thế này thú vị. Để tha hồ chọc cái đứa mà nó sẽ giết mình các bạn. Anh này là Madman xuất hiện ở đây đúng không? Ồ, có lẽ là mình nên tìm chìa khóa đây không ạ? Ê, chỗ này mở được à? Ồ, mở được các bạn ơi. Có một số nơi mở được. Ra là vậy. Mình đã biết chúng ta nên làm gì rồi. Ta nên đi tìm những cái chỗ bị khóa lại để mở ra. Nhưng mà không phải là những cái nơi mà hồi nãy mình đã đi qua rồi nha. Tại mấy chỗ hồi nãy mình nhớ là mình không biết chìa khóa này ở đâu. Mình nhớ là mình đã mở rồi. Những cái chỗ đó nó cũng không có gì đặc biệt cả. Không fit rồi. Chỗ này vô được mà. Căn phòng này cũng mở ra được. Ở bên đây còn chỗ nào không? Bên đây còn một cánh cửa ở trong kia. Nhưng mà mình không nghĩ rằng là cánh cửa này hơi mở được đâu. Không được các bạn. Chúng ta cần phải mở ở đâu bây giờ? Là chắc bát bê vừa chưa xuất hiện đâu vậy? Cái lời dự chưa xuất hiện đâu, mình phải qua bên kia mới xuất hiện. Xuất hiện một cái mình nhìn đây mình thấy liền. Đấy, khi mà mình lao cái chỗ thoát hiểm này này, ông mới xuất hiện. Phải cẩn thận nhá. Bây giờ ông chém một cái là mình đi luôn ấy. Đâu cái gì? Rồi, mở cửa ra để xem chim ngựa xem coi. Vào được cửa hay sao? Mang chìa khóa theo trên người à. Thảo nào mà đi phát ra tiếng động lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Mang đi đâu rồi? Nghe tiếng từ bên đây này. Thì đứng đây đợi tí nhá. Chứ là ổng mà đi ở phía trước mặt mình thì mình đi ra đó mình cũng không có làm được gì cả. Ông đi qua hướng này đi. Đây đây đây, đúng rồi, mở cửa đôi các bạn ơi. Vừa đây ông đi có chìa khóa của tất cả những căn phòng. Tôi không tấn công ổng ngay lầm và luôn để lấy hết chìa khóa rồi thoát ra khỏi chỗ này. Tốt hơn không?
đi khá là xa rồi. Ông tử công khá là chậm nhưng mà ngược lại nó mạnh lắm. Ok, đi qua kia đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đã đi qua kia rồi. Ê. Mở được các bạn ơi. Chỗ này khá là rộng. Chỗ này sẽ dẫn đến đâu đây? How too much man is this? Sao? Đây là sự kiện miễn cưỡng à, chứ là ông sẽ xuất hiện ngay chỗ đó à. Đúng ở đây cái đó. Nghe thấy tiếng cái vậy. Vậy phải đợi ông đi thêm một lần nữa mình mới quay trở lại vô đó. Không hiểu sao đi vào đó vòng qua trước mình được luôn. Khó hiểu thật. Nhưng mà tại sao mình phải sợ? Gần lắm. Gần lắm các bạn. Ồ, vậy là xuất hiện ở chỗ này rồi. Hồi nãy ở đó đó biết nãy mình chạy luôn rồi. Mình chạy qua bên kia thử xem có cái gì ở đó không. Bây giờ phải đợi tiếp rồi. Ai lại đi ra từ chỗ đó nữa không hiểu luôn. Deja vu rồi. Ý như nãy luôn. Làm cái gì vậy? Chả lẽ cái chìa khóa mà mình cất công tìm được lại đi đến cái con đường mà đã mình đã đi qua rồi chăng? Thế thì lại khốn nạn quá. Nghe thấy tiếng mở khóa ở đâu đó cái vậy. Có thể là ông biết một cái con đường đi vòng qua hả? Gấu bông. Trời, gấu bông lòi hết ruột gan ra. Tức là ông biết cái đường nào để đi qua chỗ này à? Không lẽ nào? Nghe thấy tiếng của Batman cơ vậy. Mà chắc cũng chẳng có gì phải sợ đâu. Bây giờ ông chém rất là chậm. Qua không chạy được ra khỏi chỗ này. Lại có chìa khóa nữa. Nghe thấy tiếng. Khóa mở cái chỗ nào đây? Không mở được bên đó à? Chắc là mở bên đây rồi. Ok. Biết là mở chỗ nào rồi các bạn.
Biết là mở chỗ nào rồi. Nhưng mà tối thật chứ. Lại mắt man biết mình đây à? Ở hết sáu cái nhá. Đúng là đây thật rồi. Không mở cái này còn nhìn được. Mở cái này lên không nhìn được. Ra là vậy. Ok, bình tĩnh nào. Mình đã lấy được chìa khóa rồi. Mình chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Mình có thể thoát ra khỏi đây các bạn ơi. Chúng ta nên ăn mừng về điều này đi. Mà đừng có mừng quá sớm. Đi rất là xa rồi. Có thể không biết mình đây cho nó cam luôn hay không. À vậy thôi. Đừng cám em nhé. Em chỉ có tấm thân gầy yếu này thôi. Okay, nghe thấy tiếng chân đi xa dần. Vẫn chưa thoát được đâu nhỉ. Thoát được chưa vậy? Cầu thang. Tưởng cầu thang ở băng ca. Chạy thôi. Chạy thôi các bạn ơi. Mình tự do rồi. Ôi lối thoát xuất hiện đằng trước. Lối thoát liên tục xuất hiện luôn. Vâng. Thoát luôn rồi. Ê, thật cơ. Uầy, chán thế. Vẫn chưa full game. Mình biết là vẫn chưa full game. Nhưng mà cái thằng này nó không đuổi kịp mình các bạn ơi. Cái thằng này nó không đuổi kịp mình. Nó quá là ngu đi để mà trở thành một kẻ sát nhân. Nó chỉ có sức mạnh vô địch là chém một cái chết luôn thôi. Giống như anh Bitman vậy. Nhưng mà nó chỉ là mắt van thôi. Một thất bại nào đó rồi.